Hello mọi người nha. Bữa nay mình sẽ làm clip là ăn cái gì bắt chúng nó đói nha mọi người. Gồm bánh dừa nè. Gồm bánh dừa nè, chanh nè. Chanh nè. Rồi một lon nước ngọt nha mọi người. Rồi còn mấy thứ khác. Tổng cộng 10 phiếu. Nhiều, đây mình liếm. 10 phiếu nha mọi người. 2 nè, 4 nè, 4, 6, 8, 10, phủ 10 luôn. Ừ, 10 phiếu quá mọi người. Mọi người thấy không, 10 phiếu nè. Mình nhắm mắt nè. Chọn cho mình chọn. Bút chống cái gì ăn cái đấy đó mọi người ơi. Thấy cái gì? Lon nước ngọt mọi người thấy không, lon nước ngọt chắc chắn luôn, lon nước ngọt nha. Mình sẽ làm lon này mình phải uống hết. Mình sẽ đổ vô mình uống nha mọi người. Đây, hồi nãy mình thua, mình bóc được cái lon nước ngọt. Đây mình thay đổi vô uống nha. Mình mở cho mọi người coi. Thấy không? Đó. Mình bóc chín lon ngọt nha. Mình uống hết thôi. Chua. Hết rồi. Mình để đây nha mọi người. Tới vòng 2. Vòng 2 bắt muốn trúng gì, trúng cái gì. Trúng cái gì? Không được ăn trái nào hết. Yeah. Mình may mắn nha, may mắn được tấm phiếu, mình may mắn tới được tấm phiếu không được nói gì hết nha mọi người. Giờ tấm thứ ba coi, hồi hộp á. Chết đường, mọi người chờ xíu, mình sẽ đem đường ra cho mọi người coi. Mình sẽ ăn xong luôn. Mình sẽ ăn nhiêu đây nha, muỗng đường nha, mình thôi mọi người. Ngọt quá. Cậu mong. Thôi tạm biệt mọi người nha, tại vì cái điện thoại mình bị sao á, bữa nào mình quay lại cho mọi người coi nha, nó thoát ra hoài, nào mình còn tắt nghe lên tắt nha. Nhưng mọi người trời ơi, anh được gọt sớt được trời ơi, thôi vậy thôi nha mọi người. Mình chơi hai tay vòng không cho mọi người coi thôi nha. Bye mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người coi nha mọi người. Mình cảm ơn rất nhiều luôn. Bye mọi người.